Ở chú Quang. Chú Quang. Dạ. Về nhắn gửi lời thăm ba mày ha. Dạ. Lễ bồn. Chú là người đặt tên đó hả? Ờ. Ông có kể, ông có kể phải không? Có. Ta là lễ bồn. Kim lú đặt chứ không phải là chú Quang đặt. Như nói bà đó bắt chú Quang đi theo ngoài sau đang theo sáu lãnh á. Sáu lại. Nhớ sáu lại không? Lỡ sáu lại thôi. Này, chú Bích Dân, người đó cũng dạy chung với ba chung với hai với ba học chung với ba con luôn nữa. Dạ. Học chung á. Chú Bích Dân gửi lời thăm ba. Dạ. Ngày chú ngay. Ngày rồi ba con. Rồi. Ngày là một bèo với ba con á. Một bèo. Ngày là ông chú mời. Em chú phê. Bởi vì ông già ổng là bạn với ông cố. Phải kêu ông chú. Chú Hậu ba con đẹp lắm. Nè mày điện mày nói là gửi lời thăm ba mày nhiều, nói đáng lẽ tao đi tàu chung với ba mày nhưng mà bây giờ ba mày đi trước rồi nghe không? Hỏi ba mày biết tao không? Nghe không? Nhớ không? Hậu đó. Đó mày muốn nhắn gì đó nhắn tao luôn rồi. Thôi mày ráng giữ sức khỏe nghe để. Chúc mừng mày nghe không? Rồi ok. Chú ngon. Em như của hồi đó chú trưởng tiếp ba con người anh lắm hồi đó ổng không đi chơi mà không nhớ với ông nè chú Nhân nè chú Nhân nè em của Nhân á chú Nhân cũng học chung với ba con rồi gửi lại thăm nó nghe không rồi chú Tư Phong đó. Tao không có thăm mày bữa trước đi, tao chịu giảm mày rồi, thấy không? Chứ 45 ngày mới gặp đây mà.